Ở thành phố Bến Tre nó chỉ có 700.000 muốn đãi bàn tiệc 10 người, không gian sang xịn dành cho công nhân nếu muốn đãi tiệc cuối năm. Gần ngay khu công nghiệp Giao Long luôn thì các bạn có thể tham khảo quán này nha. Đầu tiên khai vị với món gỏi bò bắp thấu, bò được trộn với rau mầm, ngò gai, khế và chuối chát. Miếng bò tái vừa tới cho nên rất là mềm, thêm với rau mầm nữa thì bá cháy rồi. Ớt chiên kiểu này cho nên ăn liền nha, đừng có để lâu đó sẽ không có còn giòn nữa. Thí dụ ai sợ không ăn da được thì mình nhớ kêu lột da nha. Đến bây giờ tôi vẫn không quên được cái hương vị của món cá lóc sốt me. Phần da không rưới sốt đó thì nó rất giòn, quết vô cái miếng sốt nữa nó chua chua, trời ơi nó phê. Phải chi có rau sống với bánh tráng cuốn nữa là bá cháy rồi. Mực né này mình nghĩ nên bỏ ít bơ lại để nó thơm, bơ vừa đủ thôi. Cuối cùng là không thể thiếu một cái vị lẩu chua ngọt, ăn cho nó đỡ ngán từ đầu buổi tới giờ. Cá này mọi người đậy hầm lại xíu thôi nha, coi chừng để lâu quá nó bị gục á. Vô thêm miếng nước mắm nữa là ngon bá cháy. Ai thích sự riêng tư thì còn có phòng VIP cho các bạn sử dụng. Đây là làng ẩm thực Hồng Cúc, địa chỉ nằm ở ấp Phước Hòa, xã Phú An Hòa, Châu Thành, Bến Tre, cách khu công nghiệp Giao Long 200m. Mọi người có thể đi theo Google Maps cho nó dễ tìm nha. Ở đây bán sáng, trưa, chiều với các món khác nhau. Ngoài cái gói mâm tiệc 700.000 dành cho 10 người thì còn nhiều cái gói đặt theo yêu cầu khác. Các bạn có thể tham khảo tại đây nghe tư vấn cho nó kỹ hơn nha.